Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của Văn Tính Đen Đô. Như các bạn biết đấy, cái sản phẩm xe tải D8 này thì có rất nhiều ý kiến trái chiều và cũng có rất nhiều ý kiến ủng hộ. Thì theo tôi, cách duy nhất để giải quyết những vấn đề đó, đó chính là những cái chiếc xe ra biển thực tế. Và đây lại là một chiếc xe D8 đồng vàng mà chúng tôi giao về Lai Châu. Và khách của tôi tên là Phan Aman. Khách này có địa chỉ là Chù Lìn, Hồ Thầu, Tam Đường, Lai Châu. Đó, và các bạn biết rồi đấy, Lai Châu là một trong những khu vực tỉnh thành có cung đường đi khá là phức tạp. Và cái độ yêu cầu về xe nó phải cực kỳ chất lượng và cực kỳ an toàn. Và khách hàng của tôi thì có nhu cầu chở tải là từ 8 cho đến 10 tấn hàng quay đầu, không quá. Cho nên là tôi cũng đã tư vấn cho anh ấy lấy một cái phiên bản thùng cơ bản ở đây thôi. Phiên bản thùng cơ bản thì về cái độ hoàn thiện nó sẽ nhanh gọn hơn, giá thành sẽ rẻ hơn so với cái việc mà các bạn đưa ra nhu cầu nhiều, hoặc là các bạn muốn thay đổi vật liệu nhiều thì giá thành nó sẽ bị chênh lệch lên. Cho nên là đây là một phiên bản phù hợp để cho những khách hàng nào chở đủ tải hoặc quá tải, chỉ lên tới 10 tấn quay đầu thôi. Đó, thời gian giao xe chúng tôi sẽ làm trong khoảng độ từ 10 cho đến 15 ngày, bao gồm cả thủ tục ngân hàng là anh ấy có thể nhận xe rồi. Và hôm nay chúng tôi chuẩn bị bàn giao xe này. Và chiếc xe này thì đối với cung đường từ Lai Châu, Hà Giang xuống tới Hà Nội thì khách hàng của tôi chạy những cung đường rất là khó. Và những cái khúc cua của anh ấy thì cái bán kính quay đầu hoặc là các cái góc cua nó không hề được rộng như những cái con đường mà chúng ta hay chạy đường trường ở dưới khu vực đồng bằng. Thế cho nên là đòi hỏi ở một chiếc xe với cái tính năng đó chính là cái góc đánh lái của nó phải được rộng. Tức là khi các bạn cua một phát nó phải hết đường luôn, chứ không thể lấy nhiều lái trong một lần cua được. Thế cho nên là chiếc xe D8 ở đây thì nó đáp ứng được hoàn toàn cái nhu cầu đó. Bởi vì thứ nhất là về cái chiều dài thùng của nó chỉ dài tới 6m3 và khoảng cách trục của xe là 4m7. Và cộng thêm với cái góc đánh lái của nó thì nó rất là rộng. Cho nên là khi mà khách hàng của tôi quyết định đầu tư chiếc xe này là anh ấy đã tính toán đầy đủ các cái yếu tố trên xe này, đủ để cho anh ấy có thể đi những cái cung đường khó và vào cua rất là dễ. Và đối thủ của D8 trên thị trường thì rất là nhiều. Các bác tài có thể lấy các cái phân khúc xe tải từ 6 tấn rưỡi đổ lên cho tới 9 tấn. Nó sẽ sàn sàn nhau, nó dao động chênh lệch nhau khoảng độ 1-2 tấn hàng. Và thùng thì sẽ từ 6m2 cho đến là trên 7m một chút. Nhưng mà những chiếc xe đó thì cái góc đánh lái của nó thì rất là hẹp. Quan trọng nhất là cái thùng hàng nó cồng kềnh, chúng ta đi lại rất là khó khăn. Nhưng mà với cái 6m3 ở đây là một chiều dài thùng rất phù hợp và hợp lý, để cho các bác tài có thể đi được tất cả các cung đường, từ đường đổ cua, đổ đèo, rồi là các bạn vào những khu nông thôn và bản làng, đi rất dễ với cái thùng này. Và thứ hai nữa đó chính là yếu tố an toàn. Và với tải nặng như thế này thì yếu tố an toàn nó sẽ nằm ở hệ thống phanh và hệ thống lốp, là trong những cái bộ phận di chuyển và có thể giúp chúng ta an toàn hơn trên những cung đường khó. Thì phanh chiếc xe này đã được trang bị tới 4 hệ thống phanh, bao gồm phanh chính là phanh hớn ốc kê này, phanh hỗ trợ đổ đèo thì là sẽ là phanh khí xả này, hoặc các bạn có thể hiểu đó là phanh cúp bô. Và thứ ba nó sẽ là phanh ABS chống bó cứng 4 bánh. Cái phanh này nó sẽ bổ trợ cho cái phanh hơi để khi các bạn phanh gấp thì nó sẽ không bị rúi các bạn nhé. Và phanh thứ tư đó chính là phanh cân bằng điện tử EBD. Nó sẽ tùy thuộc vào cái tải trọng theo một con cảm biến để nó có thể là cân bằng cái lực phanh đến từng bánh khi tải trọng nó dồn vào cái phía nào nhiều hơn, đặc biệt là lúc chúng ta đổ cua mà xe nó hơi bị nghiêng theo cái góc nghiêng của đường các bạn nhé. Thế cho nên là đây sẽ là một chiếc xe cực kỳ an toàn. Cộng thêm với hệ thống lốp thì toàn bộ hệ thống lốp trên xe sử dụng là lốp DRC, lốp Đà Nẵng, lốp nội địa thôi. Thế nhưng mà nó sẽ sử dụng cái hệ thống lốp với kích thước là 825. Ngoài ra thì đây là một cái hệ thống lốp bố thép Radian. Nó sẽ đảm bảo cái độ bám đường tốt, chống trơn trượt cực kỳ tốt, và nó sẽ giảm tối đa cái ma sát giữa bề mặt lốp và bề mặt đường, để cho cái tuổi thọ sử dụng lốp của các bạn nó sẽ được lâu dài hơn. Khi chúng ta sử dụng một thời gian thì chúng ta có thể hướng tới cái việc đó chính là tráo đổi hệ thống lốp chéo nhau, để chúng ta tiết kiệm cái chi phí về hệ thống lốp này các bạn nhé. Về cái phần thùng hàng thì tôi xin chia sẻ với các bạn như thế này. Khi các bạn có nhu cầu bất cứ gì về cái kết cấu của thùng hàng này, chỉ trừ những cái vấn đề liên quan đến cái kích thước các bác nhé, thì chúng tôi sẽ không thay đổi được. Bởi vì bây giờ đăng kiểm làm rất là chặt. Chúng tôi sẽ phục vụ cái thùng theo nhu cầu của các bạn. Với cái kinh nghiệm về xưởng thùng lên tới 13 năm của chúng tôi, chúng tôi có đầy đủ các xưởng thùng ở các địa điểm mấu chốt, ví dụ như Hà Nội chúng tôi cũng có này, và ở Hưng Yên chúng tôi cũng có. Và những cái xưởng thùng đó thì với đội thợ tay nghề cao lên tới 13 năm, các bác tài hoàn toàn yên tâm rằng tất cả những cái chi tiết mà chúng tôi làm ra cho các bạn nó sẽ có độ bền tối ưu nhất. Và đặc biệt là cái phần chắc chắn về phần tải trọng nó sẽ chịu hàng cực kỳ tốt. Về hệ thống thùng, các bác tài chỉ cần suy nghĩ cho tôi hai vấn đề. Đó là các bác tài cần làm như thế nào và các bác tài có thể bỏ được ra bao nhiêu tiền. Còn lại thì chúng tôi sẽ lo cái vấn đề đó. Đó, vì thế cho nên là bất cứ cái nhu cầu gì các bạn có thể đưa ra, chúng ta sẽ cùng bàn bạc cân đối xem là cái giá thành các bạn phải bỏ ra khi muốn đầu tư cái thùng nó như thế nó có hợp lý hay không, thì lúc đó các bạn hãy quyết định. Còn về cái chiếc xe tải D8 này, trong thời gian qua
thì không còn gì cụ thể hơn bằng cái số lượng xe đầu ra. Chúng tôi đã giao từ 200 của tháng trước, bây giờ đã lên là trên 300 rồi. Và quan trọng là tất cả các cái xe chúng tôi quay nó đều có biển số đăng ký đăng kiểm đầy đủ rồi. Đó là một cái bằng chứng xác thực nhất rằng dòng xe tải D8 đồng vàng này đang là một cái dòng xe tải trong phân khúc tải 8 tấn bán chạy nhất thị trường. Và cuối cùng, cảm ơn các bạn đã xem hết video của Văn Thành Tê Đô. Các bạn muốn xem những cái chi tiết nào của xe tải D8 thì cứ để lại ý kiến của mình ở dưới phần bình luận. Tôi sẽ quay chi tiết cho các bạn xem. Tôi sẽ không ngại quay nhiều đâu. Cho nên là các bạn ai mà chưa xem được từ trước đến giờ, bây giờ mới xem được thì cứ đặt ra câu hỏi, tôi sẽ trả lời và tôi sẽ quay video cho các bạn xem. Hỗ trợ trả góp chiếc xe này thì tôi sẽ hỗ trợ các bạn tối đa, và các bạn sẽ chỉ cần bỏ ra 200 triệu là các bạn đã có thể nhận xe về nhà rồi. Các bạn có nhu cầu hãy liên hệ với tôi qua số hotline tôi để dưới góc màn hình để tôi có thể tư vấn cụ thể hơn cho các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.